chúng con cùng họp nhau nơi đây hiệp ý và đọc kinh cầu nguyện, xin vì công nghiệp thử nạn và phục sinh của Chúa Kitô ban cho linh hồn Phaolô được sớm được nghe Chúa. Ôi ba, mời nghe lời con thiết tha. Cho nghỉ ngơi hàng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng ban buổi về vô cùng. Amen. Chúng con tay gì đã lòng Chúa hay là chế tôi ăn năn tội trọng tin, cho gì sống chết con được chưa một. Sinh con vào đời cho con một mái ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la, tình cha giang cánh bay, tình mẹ cao vút mây, con ngập lặn trong hạnh phúc. Mẹ con tháng ngày an hòa, tương ngọt nên cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Tiếng hát ru con vào đời đêm đêm, mẹ thao thân uốn nắn cho con thành người, mối tình phụ tử khôn vơi, rồi khi con lớn khôn trùng dương vô cánh bay, tấm lòng mẹ cha luôn mãi. Từ bên hiểu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau với trời đã xuống ban sẽ kẻ sống và kẻ chết, tôi tin trên Đức Chúa Thánh. Chúa con đã phán dạy rằng bay ấy xin thì bay sẽ được. Vậy xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy và Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà được. Mai bước ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân, giúp cha mẹ con tháng ngày an. Chúng ta đã cầu nguyện với các vị tuần này cho anh
Trong những ngày ấy, khi Elia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: hãy đi ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa. Bỗng Chúa đi qua, có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa, nhưng Chúa không ở trong gió bão. Trong Đức Kitô, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần, là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần đức anh em của tôi. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục các môn đệ trở xuống thuyền mà qua ở bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Chiều đến, người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra bờ giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Vì là chúng tiện để có thể chung cho nên là mệt đó, thì chúng ta sẽ 5.000 người, toàn là ông, không thể phụ nữ và trẻ trang chặt lòng và mong chờ là giải phóng họ Giêsu. Họ được Chúa Giêsu là một cái đấng cứu mạng như vậy, thì các ông chìm trong chiến thắng. Nay này này, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con hãy đi, nhưng mà cũng là vua để giải phóng dân, là vua để có đồ ăn thức uống, chỉ là nguy nga tráng lệ tránh. Con thuyền hội thánh thường gặp nhiều phong ba bão táp. Chúng ta hiền lời cầu xin cho con thuyền hội thánh luôn được an toàn giữa biển trần gian. Vì này là mình thầy sẽ bị tội vì các con. Thế sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu sau ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Con dâng lên Chúa,
xin chúng cũng nhớ đến linh hồn Du Xe nguyện qua đời, linh hồn Nam Minh, linh hồn Paulo, linh hồn Anna và Doan. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Kính thương bà anh chị em, mong ngày sau xuân xuân cùng ngày muôn đời trên đường đàng.